Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay thì tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VRX. Đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch, và anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong cái buổi ngày hôm nay sẽ hữu ích cho anh chị trong quá trình anh chị giao dịch trên thị trường. Trước khi bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu về khóa học phân tích kỹ thuật của VNRX. Thì khóa học này chúng tôi được tổ chức thường kỳ để hỗ trợ anh chị nhà đầu tư trong quá trình anh chị tiếp cận thị trường dựa vào cái phân tích kỹ thuật, để chúng ta có thể xác định được cái thời điểm chúng ta tham gia thị trường, chúng ta xác định được các cổ phiếu, hay chúng ta xác định được các vùng giá chúng ta có thể mua vào hay bán ra. Và sau khi anh chị học khóa học này thì anh chị sẽ nhận ngay được một chứng chỉ đào tạo Trader Pro của VNRX. Để anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về khóa học này thì anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị, hoặc tí nữa Linh sẽ để lại một cái đường link trong phần chat, anh chị có thể click vào đó để đọc chi tiết về khóa học này ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên thì Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên dịch hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra những cái chia sẻ của anh về cái diễn biến thị trường cũng như là các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nổi bật trong phiên ngày hôm nay. Và cuối cùng một phần Q&A là cái phần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi về cổ phiếu hay thị trường của các anh chị nhà đầu tư. Và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại câu hỏi của mình trong phần chat, thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Ok, Linh sẽ đi vào phần đầu tiên là cái phần điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường của chúng ta trong phiên dịch hôm nay. Rồi, anh chị, trong phiên dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch đầu tuần thì thị trường của chúng ta mở cửa đầu phiên khá là tích cực, khi mà thị trường tăng khá tốt trong cái phiên mở cửa đầu phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cái áp lực bán của thị trường xuất hiện và sau đó đã khiến cho cái chỉ số chúng ta điều chỉnh trở lại vào khung khoảng tầm 10 giờ đến 10 rưỡi, và sau đó nó tiếp tục duy trì được cái đà tăng tích cực sang đến đầu phiên giao dịch buổi chiều. Tuy nhiên thì cũng giống như các phiên giao dịch gần đây thì cái áp lực của chỉ số của chúng ta trong cái phiên buổi chiều thường thường là bị khá mạnh, và phiên ngày hôm nay thì không phải ngoại lệ. Thì chúng ta đã có một cái nhịp bán khá là sớm ngay từ đầu phiên dịch buổi chiều. Sau đó thì thị trường có hồi phục lại một chút, không trong lúc khoảng 2 giờ chiều, và cuối cùng là chúng ta chịu một cái áp lực bán mạnh và chỉ số đã đóng cửa ở mức giảm đỏ trong phiên ngày hôm nay. Nhìn vào cái diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay thì cái nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số thì chúng ta có thể thấy đến là có GVR, BVH, khi mà cái thông tin là khá là tích cực của Bộ Tài chính khi yêu cầu SCIC thoái vốn các nhóm các cổ phiếu bảo hiểm như BVH hay BMI hay Nhựa Tiền Phong trước ngày 20 tháng 12 năm nay, khiến cho cổ phiếu này cũng tăng trần trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo đó các cổ phiếu ảnh hưởng tích cực như là Vinhome hay là Becamex. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy hai gương mặt khá là quen thuộc trước đây mà có cái đà hỗ trợ rất tốt cho thị trường, đó là cổ phiếu Hòa Phát và Techcombank. Thì hai cổ phiếu này hôm nay có mức giảm khá là mạnh và khiến cho chỉ số của chúng ta giảm điểm. Về thanh khoản thì phiên giao dịch ngày hôm nay, anh chị thấy phiên giao dịch ngày hôm nay cái thanh khoản chúng ta tăng khá là tích cực, tăng khá là tốt so với cái phiên ngày hôm qua, khi giá trị giao dịch ngày hôm nay đạt khoảng tầm 25.000 tỷ. Tuy nhiên thì có một điều là thị trường này chúng ta lại quay đầu lại lại giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Cái độ rộng thị trường thì mở cửa thị trường cái độ rộng của chúng ta cũng khá là tích cực khi mà duy trì ở quanh 50% số lượng cổ phiếu tăng giá, và tuy nhiên thì sau đó cái số lượng cổ phiếu tăng giá này nó giảm dần và cuối cùng là đạt được khoảng đóng cửa phiên thì đạt khoảng tầm hơn 4% số lượng cổ phiếu tăng giá trong phiên ngày hôm nay. Đầu tư nước ngoài thì tiếp tục bán ròng khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay, và nếu mà chúng ta nhìn tổng thể chúng ta sẽ thấy rằng là nhà đầu tư nước ngoài hôm nay họ bán ròng, cái giá trị bán ròng của nước ngoài đến thời điểm ngày ngày phiên ngày hôm nay, phiên ngày nay nước ngoài bán ròng khoảng tầm 576 tỷ đó, và duy trì những cái chuỗi bán ròng khá là liên tiếp của khối ngoại từ đầu tháng 10 đến thời điểm hiện nay. Nếu nói về thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta chắc sẽ nói đến cái nhóm ngành mà có cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay, đó là cái nhóm cổ phiếu về bảo hiểm. Như cái thông tin mà Linh vừa chia sẻ với anh chị là
Bộ Tài chính có yêu cầu SCIC sẽ sớm thoái vốn nhóm bảo hiểm, trong đó có BVH, BMI hay Nhịa Tiên Phong, khiến cho hai cổ phiếu BVH và BMI mà đóng cửa trần trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu như GVR hay là một vài cổ phiếu Maxan, Thế Giới Di Động, PLX, PNG thì cũng có giữ được cái đà xanh ngày hôm nay. Chúng ta nhìn cái tổng thể về độ rộng thị trường ngày hôm nay thì VN 30 chúng ta thấy có đến 16 mã tăng, mã giảm, trong đó chỉ có 13 mã mã tăng giá, và ở chiều chỉ số VN Index thì cũng có đến 240 mã giảm giá và có 200 mã tăng ngày hôm nay. Rõ ràng là nhìn thị trường chúng ta thấy cái đà giằng co của thị trường phiên này cũng tiếp tục diễn ra ở ngay chính là bản thân các cổ phiếu trụ. Thì trong phiên hôm nay nhóm cổ phiếu ngân hàng thì có cái diễn biến khá là tích cực cho phiên hôm nay, đặc biệt có thể kể đến là cổ phiếu Techcombank. Thì Techcombank hôm nay bị bán khá mạnh, giảm Techcombank, Tiên Phong Bank, STB giảm từ 2-3% trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, ví dụ như SSI hay các cổ phiếu chứng khoán khác thì cũng giảm khá là mạnh phiên ngày hôm nay. Và cổ phiếu nhóm thép thì đại diện là cổ phiếu Hòa Phát thì cũng bị giảm gần 3% trong phiên ngày hôm nay. Đó. Nhóm cổ phiếu dòng Vingroup thì có Vinhome và Vic giữ được đà xanh nhẹ phiên ngày hôm nay. Nhìn chung thì phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái áp lực cũng giống như các phiên giao dịch trước đó, thì áp lực của cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm cổ phiếu trong VN30 khá là rõ trong phiên ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy rằng phiên ngày hôm nay là cái phiên mà chỉ số VN30 đóng cửa ở cái mức thấp nhất phiên, khối lượng giao dịch có tăng so với các phiên trước đó. Nếu chúng ta nhìn cái kênh nến ngày giảm mạnh trước đây là kênh nến mà tại ngày đáo hạn phái sinh tuần trước, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy hai kênh nến này, hai kênh nến tiếp tục đỏ và đóng cửa dưới cái mức thấp nhất của kênh nến tại phiên đáo hạn phái sinh. Nhìn chung thì tổng thể thì chỉ số của chúng ta vẫn đang trong một cái vùng gọi là sideways sau cái giai đoạn tăng mạnh từ 6 tháng đầu năm, và đến thời điểm hiện tại thì chỉ số VN Index có cái đà tích cực hơn một chút so với chỉ số VN30, khi mà cái mức độ giảm của chúng ta vẫn đang trong quá trình test lại cái vùng mà trước đó đã vượt thôi, chứ chưa có vấn đề gì cả. Các nhóm cổ phiếu mid cap hay small cap thì vẫn có được tín hiệu tích cực. Tuy nhiên thì trong phiên ngày hôm nay các cổ phiếu như Đạm Phú Mỹ, như dòng nhóm phân bón hay là cổ phiếu về bất động sản thì hôm nay cũng có cái đà bán khá mạnh ở nhóm cổ phiếu này. Ok, Linh vừa có điểm qua về cái diễn biến giao dịch của phiên ngày hôm nay, thì không biết anh Du anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái diễn biến thị trường phiên ngày hôm nay, cũng như là cái nhóm ngành hay nhóm cổ phiếu mà tiêu điểm của thị trường sau phiên ngày hôm nay không ạ? Xin chào anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại các anh chị trong phiên dịch đầu tuần ngày 25 tháng 10. Thì bản thân Du thì hôm nay giao dịch phiên quan sát phiên dịch hôm nay thì mình cũng thấy là có một số cái hơi tiêu cực hơn so với cá nhân mình kỳ vọng. Là cái diễn biến của nội tại thị trường thì cũng không quá tệ đâu, nhưng mà cái diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn và VN30 thì nó hơi tệ. Còn VN Index thực ra hôm nay cái mức giảm rất là nhẹ thôi, mà thực tế là trong phiên thì có nhiều lần chỉ số nó bị dội xuống ấy, nhưng mà nó nỗ lực lên và nó xanh trở lại rất là tốt. Và cái sự phân hóa thì nếu mà quan sát trong hầu hết thời gian giao dịch của phiên ấy, thì mức độ duy trì xanh đỏ nó vẫn 50-50 thôi, tức là nó khá cân bằng. Cổ phiếu nó giảm vẫn giảm, cổ phiếu nó tăng vẫn tăng, thì nó vẫn giống như cách đây 1-2 tuần thôi. Nhưng mà cái diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp ấy, thì nó là một số cái tín hiệu nó không thực sự tích cực cho lắm. Và chính cái diễn biến nó không tích cực đến thời điểm sau 2 giờ 15 thì nó khiến cho một số cổ phiếu các nhóm ngành khác thì nó bị cuốn theo, nó bị điều chỉnh trở lại. Thì đấy là cái tín hiệu mà hơi đáng ngại một chút. Còn thuần về mặt chỉ số thì VN Index hôm nay cũng giảm tương đối nhẹ thôi, mà giảm 0,3%. Và nếu mà nhìn thì nó vẫn là sideways thôi, nó sideways vốn dĩ hơn 2 tuần nay rồi, nó không có gì quá tiêu cực cả. Hiện tại cái kênh giá hỗ trợ thì đâu đó nằm ở khoảng 1360, là cái kênh giá nếu mà xét từ cái đợt tăng tháng 7 đến giờ, thì nếu như nó vi phạm kênh giá đấy thì bắt đầu cái quan điểm về thị trường trong ngắn hạn có thể phải xem xét lại một chút. Còn hiện tại cái xu hướng thì cá nhân Du vẫn chưa thay đổi cái quan điểm mà nó sẽ vượt đỉnh và đi lên 1525-1530 đâu, vì hiện tại nó chưa có gì nó làm thay đổi cái quan điểm đấy. Cái diễn biến hôm nay nó hơi buồn một chút thôi, nhưng mà nó không tạo ra một cái thay đổi gì lớn về cái mặt xu hướng cả. Cái diễn biến của VN30 nó tệ hơn. Diễn biến VN30 thì
bốn phiên gần đây nó đang diễn biến hơi hơi tệ, mà chúng ta thấy nó có đến 5 phiên giảm liên tiếp là chứng khoán là 4, và cái phiên giảm ngày thứ năm rồi nó tiêu cực do cái đáo hạn phái sinh, nhưng sau đấy thì nó lại kéo theo phiên thứ sáu vẫn giảm nhẹ, mặc dù là tỷ số đã tăng tốt trong phiên đầu phiên thứ sáu và phiên ngày hôm nay lại tiếp tục giảm, thì nó tạo những diễn biến nó hơi hơi tiêu cực, và cái thanh khoản nó lại tăng theo chiều giảm, và cho thấy là cái đà bán rất là quyết liệt, mặc dù là cái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thì rất là tích cực, tức là cái tâm lý của đám đông vẫn rất là tích cực với thị trường, nhưng mà cái nhóm vốn hóa lớn cho thấy là cái dòng tiền tổ chức và dòng tiền của một số nhà đầu tư lớn thì người ta lại hơi quan ngại điều gì đấy, và người ta phản ứng hơi tiêu cực, người ta tranh thủ, người ta chốt ra rất là mạnh. Thì với VN30 hiện tại hỗ trợ đâu đó ở quanh vùng 1460 thôi, thì nó cũng chưa chưa quá tiêu cực, nó chưa phá vỡ được cái kênh xuống đấy, thì mình cũng chưa phải thay đổi quan điểm đâu. Còn tất nhiên là khi mà nhóm VN30 đa số là nhóm chủ vốn hóa lớn ấy, nó đi xuống ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái triển vọng mà vượt 1425 đi lên. Bởi vì nòng cốt của thị trường vẫn là những cổ phiếu vốn hóa lớn thôi, muốn vượt được cái 1425 ấy, để đi lên những cái mốc điểm cao hơn thì nó phải vượt qua cái mốc đấy bằng những cổ phiếu vốn hóa lớn. Như ba phiên gần đây các cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu nó quay đầu, nó cho thấy là những cái quan ngại trong trong mặt ngắn hạn một chút. Và như xét về cái mặt diễn biến của nó so với lại cái giai đoạn tháng 3 thì hiện tại nó còn tích cực hơn, tức là nó không có những cái nhịp mà bị điều chỉnh mạnh hơn ấy. Người thấy là trong tháng 3 thì có những cái điểm nhịp mà nó bị điều chỉnh tương đối sâu. Ta nhớ là có những cái tuần bị đạp xuống rất là mạnh, và nhất là cái tuần mà trước khi nó vượt đỉnh, tuần cuối tháng 3 bị đạp xuống rất là mạnh. Và cuối cùng chỉ số vẫn vượt đỉnh. Hiện tại thì mọi thứ nó còn đỡ tiêu cực hơn nếu mà nhìn theo góc độ so sánh ngày tháng 3 khi mà đối diện với đỉnh cũ, cái đỉnh lớn. Hôm nay thì hơi buồn chút là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn mà nó đã vượt đỉnh, nó đang support xuống tăng thì nó cũng cũng quay đầu nó phá vỡ cả cái hỗ trợ đã vượt qua. Ví dụ như với FPT kháng cự trước đây là vùng 97, nó rất là nỗ lực, nó tích lũy trong vòng 2 tháng nó vượt qua, thì khi vượt qua thì ba phiên gần đây đến phiên hôm nay bắt đầu nó vỡ. Đây là cái tín hiệu nó không được sự vui cho lắm, bởi vì thường những cổ phiếu mà nó đã tích lũy và nó vượt kháng cự thì nó sẽ điều chỉnh, nếu có điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh rất là ngắn thôi, và nó sẽ ít khi nó vỡ lại cái hỗ trợ. Và trước đây nó là kháng cự lắm, vì mức 97 nó sẽ thành hỗ trợ, nhưng mà đến mấy phiên gần đây thì nó bắt đầu nó phá ngược, và khối lượng bán cũng không nhỏ, tức là khối lượng bán tăng dần theo theo đà giảm. Nếu mà tính ra thì FPT đâu đó có một chuỗi các phiên đến đỏ 6-7 phiên, cho thấy là cái trạng thái của ai đem bán rất là miệt mài, mặc dù cái mức giảm nó không mạnh, nhưng mà nó tạo ra cái tâm lý mà bị fail trong cái việc vượt đỉnh. Anh Hòa Phát nay nó tương tự, Hòa Phát thì cũng là một trạng thái đã vượt đỉnh và đang đi lên rất là đẹp, và là một cái trạng thái mà ủng hộ cho cả điểm số lẫn tâm lý thị trường, nhất là nhóm ngành vật liệu xây dựng thép. Thì Hòa Phát hôm nay là một cái phiên mà nó phá vỡ ngược lại cái vùng 555 ấy, vùng 56 đã vượt, đây là cái tín hiệu mà nó không được sự tích cực và khối lượng cũng tương đối lớn. Những cổ phiếu này nó sẽ khiến cho cái tâm lý kỳ vọng vào cái việc vượt đỉnh ngay của chỉ số nó sẽ thấp đi, là nó sẽ gây những cái lo ngại về điều chỉnh. Anh như Techcombank là một cổ trong những cổ phiếu mà đánh giá rất là tích cực trong ngành ngân hàng, kể cả mặt cơ bản lẫn yếu tố kỹ thuật, nó sẽ support được cho ngành ngân hàng, nhất là những nhóm ngân hàng lớn trong cái giai đoạn này. Nhưng mà Techcombank thì cũng bị giảm 3 phiên liên tiếp sau khi kết quả kinh doanh quý 3 được công bố ngày 21 đúng không ạ? Và hôm nay khối lượng giảm cũng tương đối lớn. Đây là những cái tín hiệu nó không thực sự tích cực lắm nếu mà chúng ta nhìn trong các cái cổ phiếu vốn hóa lớn. Nó sẽ có những cái quan ngại nó ảnh hưởng đến cái tâm lý thị trường. Nay những cổ phiếu như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ cũng bị chốt lời rất là mạnh. Cái mức giảm cũng tương đối lớn, và cái mức chốt lời nó khối lượng nó cũng tương đối to so với trung bình, thì nó cho thấy là đây là hai phiên chốt lời liên tiếp, và đây cũng là những trường hợp mà kết quả kinh doanh thì công bố và cổ phiếu bắt đầu nó quay đầu. Đạo Phú Mỹ tương tự. Nhóm chứng khoán thì tiêu cực hơn chút là nhìn những trạng thái nhét NI thì hôm nay còn còn sắp vỡ phá vỡ lại cái đáy của đợt tháng 9, là nó hồi phục đầu tháng 10 và nó đi lên được vài tuần, thì vài tuần nay nó lại đi xuống và nó đang đe dọa cái hỗ trợ này, thì có thể nó lại phá vỡ, nó đi xuống ấy, nó sẽ gây áp lực cho ngành chứng khoán. HCM là trường hợp mà hôm nay cũng đã bắt đầu phá rồi. Có lẽ những trường hợp như NI với HCM thì nó chịu những cái áp lực về việc mà bị mất thị phần trong thời gian qua, là cái
cái chiều kinh doanh nó đang bị ảnh hưởng không không được tích cực như ngày xưa nữa, mặc dù nó vẫn là tăng trưởng theo ngành nhưng mà cái vị thế của nó đang bị đe dọa. Trong đấy những cái cổ phiếu như Visa, VD thì nó đỡ hơn, tiêu cực hơn vì nó vẫn cách xa đáy và nó vẫn có cái cơ hội để nó tích lũy trước khi phá đáy. Cái xác suất phá đáy hiện tại nó cũng chưa cao thì nó vẫn còn cách xa đáy. Nhưng mà trường hợp của SSI thì ngay ngày mai nó là một cái phiên thử thách ở mức đáy của tháng đầu tháng 10 rồi. Như HCM nó bị vỡ, đấy là những cái tín hiệu tiêu cực cho ngành chứng khoán. Còn nếu mà chúng ta nhìn sang những cổ phiếu bất động sản thì nhìn chung thì hôm nay vẫn là một phiên nhiều phiếu bất động sản vẫn tăng rất là tốt. Mặc dù cuối phiên thì có nhiều cổ phiếu cũng bị cuốn theo cái tâm lý của thị trường ấy. Ví dụ như Khang Điền Hao thì hôm nay vẫn tăng tốt này. Nhưng mà như Nam Long hay là DG thì cuối phiên nay cũng bị chốt lời rất là mạnh. Một cái nến tụt rất là sâu so với giá cao nhất trong phiên. Thì nó cho thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư bắt đầu cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc đi xuống của cổ phiếu vốn hóa lớn. Chứ nếu như nó vẫn vững vàng đi lên thì nó sẽ hay hơn cho thị trường. Là nếu thị trường vẫn phân hóa và nhiều cổ phiếu vốn hóa tập trung, nhất là nhóm ngành bất động sản nó tiếp tục đi lên thì nó sẽ bớt cái áp lực tâm lý cho thị trường. Còn nếu những cổ phiếu này cũng bị điều chỉnh theo thị trường thì nó sẽ thấy là cái mức độ phân hóa nó sẽ giảm trong một vài phiên tới. Thì nhìn chung cái Dung nghĩ là hiện tại nó cũng chưa có gì quá tiêu cực cả. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái diễn biến nội tại thị trường, đâu đó nó vẫn một nửa tăng một nửa giảm và nó vẫn phân hóa như thế trong vài tháng nay thôi. Ngay cả trong cùng ngành thì cổ phiếu như ngân hàng thì nó vẫn OCB này nó cũng quá tiêu cực, tức là nó vẫn đang là trạng thái retest là cái vùng kháng cự nó mới vượt. Còn nhìn nhóm bất động sản thì hôm nay nó cũng là bình thường thôi, thì nó tăng cũng tương đối tốt, thời gian qua nó có điều chỉnh tích lũy thêm một thời gian nữa nó là chuyện bình thường. Chỉ có một số cổ phiếu vốn hóa lớn ngành sắt thép, tôn, mạ, hoa sen, Nam Kim này bị chốt rất là mạnh. Và Nam Kim này bị tốt rất là rõ rệt, khối lượng lớn và giá giảm mạnh, khối lượng lớn nhất trong vài tháng trở lại đây. Đây là những cái tín hiệu nó không thực sự tích cực cho thị trường lắm, và chúng ta cũng phải chấp nhận một cái kịch bản là thị trường nó bị dội lại là chuyện bình thường. Thì trong nhiều cái buổi trước Dung có trao đổi với anh chị rằng cái kịch bản nó có thể nó giống như là tháng 3 nhưng nó có thể nó rút ngắn hơn thôi, còn nó vẫn có thể bị những cái xác suất nó bị dội ngược lại do nó sát đỉnh cũ. Và cái tâm lý của nhà đầu tư thì khi ở đỉnh cũ người ta sẽ thận trọng hơn, và khi cảm thấy là nó không vượt được nữa thì người ta có thể thận trọng, người ta chốt lời là chuyện bình thường. Thì bán Du thì vẫn duy trì quan điểm là mình nên cân bằng trạng thái thôi, và tốt nhất là nên giữ lại những cổ phiếu mà nó còn vị thế nó đang tích cực, còn những cái vị thế mà đang tiêu cực hoặc nó sideways thì mình giảm bớt đi để mình tránh những cái áp lực khi mà thị trường nó quay lại những cái vùng hỗ trợ, nó quay lại nó test cái kênh giá như ở tháng 3 chẳng hạn, thì có thể lúc đấy lại là cơ hội mua. Và nếu chúng ta cái tỷ trọng lớn quá thì khi chúng ta lại sợ hãi thì chúng ta lại bán đúng thời điểm tốt đấy. Hay những trạng thái của ngành bảo hiểm rất là tích cực, và những trường hợp như của BVH thì cá nhân Du trung tâm tư vấn đầu tư cũng đưa ra khuyến nghị từ tuần trước rồi, cho mọi người cân nhắc rồi. Kỳ vọng lên 70 nay nó diễn biến rất tích cực đấy. Ít ra cũng có thêm một cái nhóm ngành mới nó là điểm sáng thị trường. Tâm lý của dòng tiền nó chỉ cần có một số cổ phiếu còn tăng giá thì nó sẽ là cái điểm tựa, ít nhất vẫn còn những cái cổ phiếu ngành bảo hiểm ngày hôm nay, hoặc như ngành dầu khí thì nó cũng chứng lại rồi nhưng mà nó đã cố tích cực cả phiên nay, cuối phiên nó cũng bị cuốn theo. Thì dù sao nhìn nhìn trong nội tại thị trường nó vẫn đâu đó nó vẫn có những cái vùng dòng tiền nó vẫn động tốt và nó vẫn kiếm được cái lợi nhuận ở trong ngắn hạn ấy, thì cá nhân nghĩ là nó cũng chưa quá tiêu cực đâu. Thì, mọi người cân đối được tài khoản, mọi người cố gắng là giữ cái trạng thái tâm lý nó cân bằng một chút. Còn khi nào thị trường nó phá vỡ cái vùng 1350, 1360 thì lúc đấy cái quan điểm thị trường nó có thể thay đổi. Thì chúng ta sẽ theo dõi trong một hai phiên tới thôi. Thì xin dành phần trả lời câu hỏi cho các anh chị. Vâng ạ, cảm ơn anh Du với cái chia sẻ nó khá là rõ ràng của anh về cái giai đoạn thị trường hiện tại. Thì anh Du cũng đã chia sẻ với anh chị đến thời điểm hiện tại của thị trường nó, chúng ta thấy rằng là các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nó cũng đang có những cái dấu hiệu nó tiêu cực hơn ở trong một vài phiên gần đây. Thì có thể nó đến từ cái thông tin là quỹ chỉ số HOSE sẽ cơ cấu trong cái tuần này, tức là chỉ số của bộ chỉ số, theo đó thì các quỹ ETF sẽ cơ cấu theo, và một vài cổ phiếu trong cái nhóm đó sẽ bị dụn hòa phát chẳng hạn, thì cũng sẽ bị bán khá là mạnh. Thì đó là một thông tin mà anh chị có thể theo dõi. Và ở thời điểm hiện tại thì khi những cái nhóm cổ phiếu mid cap, ví dụ vòng vừa rồi như là bất động sản hay là phân bón cũng bị đã chốt khá là chủ động trong hai phiên gần đây, thì rõ ràng là cái mức độ phân hóa của thị trường trong thời gian tới khả năng nó sẽ co hẹp dần. Do đó anh chị
nên mà tham gia thị trường với một cái tỷ trọng mức vừa phải thôi, để chúng ta tránh những cú mà sụt giảm nếu có cái thị trường, để khi đó chúng ta có cái sức mua để chúng ta mua vào ở thời điểm đó. Và đi vào phần Q&A trong buổi ngày hôm nay, thì ở đây có anh khách hàng có hỏi về cổ phiếu Kinh Bắc ạ. Anh đang hỏi về cổ phiếu Kinh Bắc, thì anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Kinh Bắc thì trong vài tuần gần đây nó không có gì mới. Thực ra cái diễn biến của cổ phiếu Kinh Bắc vẫn đang là thoái lui dần dần thôi, tức là nó cứ sụt vài ba phiên rồi hồi lại xong lại thoái lui. Phiên hôm thứ sáu thì Kinh Bắc hồi khá tốt, phiên nay trong phiên cũng có những cái nhịp giật lên rất là tốt, nhưng mà đến cuối phiên thì lại sụt lại. Cái nến ngày hôm nay là nến bố ngược, thì nó cho thấy là cái sức cung bán ra rất là mạnh, rất là quyết liệt, tức là nhiều người vẫn đang đợi nó hồi để người ta bán á, để những người bị kẹt hàng ở cái vùng đỉnh cũ cách đây vài tuần ấy, người ta chưa có cơ hội bán, thì khi hồi lại người ta sẽ bán để nó giảm thiệt hại thôi. Cái Dung nghĩ là cái cổ phiếu Kinh Bắc thì nó đã bỏ lỡ cái cơ hội vượt đỉnh vào cái tuần mùng 7 đến 14 tháng 10 rồi, và bây giờ thì cổ phiếu nó sẽ theo hướng hoặc là tích lũy đi ngang hoặc là thoái lui thôi. Thì về mặt trading thì với những cổ phiếu này tốt nhất là nên giảm trạng thái xuống, hoặc là nếu mà định mua thì không nên mua, vì khi nó sát đỉnh thì tốt nhất là đợi sau này nó vượt đỉnh thì mình mua, cái xác suất nó đi ngang hoặc nó thoái lui nó đang cao hơn. Cái anh Dung nghĩ là như trường hợp của Kinh Bắc thì nếu mua mới thì không nên, còn nếu như có thì nên canh giảm trạng thái thôi. Thì cái diễn biến của nó trong vài tuần đây nó ngày càng tiêu cực rồi, và mình không biết khi nào nó sẽ vượt đỉnh, nhưng tốt nhất là mua mới thì không nên đoán, và thứ hai là nếu mà đang cầm nhiều trạng thái nên lựa những phiên hồi phục như vài phiên đây thì nên giảm trạng thái cho mình đỡ áp lực. Còn nếu mà có nhiều thì các anh chị có thể giảm bớt, rồi mình còn giữ một tỷ trọng nhỏ để mình theo dõi thôi, thì nó sẽ tránh được cái áp lực khi mà cổ phiếu nó còn tiếp tục thoái lui. Những cổ phiếu yếu thì rất dễ bị cuốn theo thị trường, những cổ phiếu nó mạnh thì khi thị trường nó gặp những biến cố bất thường nó chỉ điều chỉnh hai phiên lại liên tiếp thôi, hoặc là nó cùng lắm thì nó đi ngang rồi nó lại tích lũy nó đi lên. Còn những trạng thái Kinh Bắc là cái trạng thái mà đang lo ngại hai đỉnh về cái vùng đỉnh của tháng 1 ấy, nó không vượt qua thì nó đang bị thoái lui lại, thì nó đang trở thành cái to lớn hơn là cái cơ hội rồi. Các thông tin kết quả kinh doanh quý ba thì mình chưa thấy Kinh Bắc công bố, thì thường những doanh nghiệp nào có kết quả tốt thì hay công bố sớm, và những doanh nghiệp nào kết quả không tốt thì thường hay thuộc nhóm công bố sau. Thì đến cái kinh nghiệm của mình thì cá nhân mình nghĩ là hợp như này thì hạn chế mua mới lúc này, và nếu có thì nên lựa để giảm bớt thì chọn mua được. Vâng ạ, cảm ơn cái chia sẻ của anh Du về cổ phiếu KBC. Một anh khách hàng thì có hỏi về hai cổ phiếu cũng khá là tích cực trong giai đoạn vừa rồi là FPT và Techcombank ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về thêm về hai cổ phiếu này không ạ? FPT thì nếu mà nhìn về mặt kỹ thuật ý, nếu mà nguyên tắc về trading ý, thì khi cổ phiếu nó vượt đỉnh xong nó bị vỡ ngược lại so với lại chỗ đã vượt thì về nguyên tắc là sẽ bán, bởi vì một khi cổ phiếu nó đã break out thành công thì nó đem theo rất nhiều kỳ vọng của dân đầu cơ và người ta mua với cái kỳ vọng đấy. Nhưng mà nếu mà ngược lại nó fail ngược lại cái chỗ đã vượt ý, thấy là cái cú vượt đấy nó không thực sự là thuyết phục và nó không được ủng hộ bởi dòng tiền lớn, có thể là cái sự hào hứng nào đấy của đám đông thôi. Thì cái Du nghĩ là với trường hợp FPT nếu mà mua mới lúc này thì không nên, bởi vì nó đã vừa vượt xong nó bị fail rồi, nó chưa vượt đỉnh thì mình còn cái hy vọng nó vượt đỉnh, của nó vượt xong nó fail thì chứng tỏ là cái cú vượt đấy nó không được ủng hộ, có những câu chuyện gì đấy phía sau mà có thể là mình không biết, hoặc là người ta đã đạt cái kỳ vọng về mức giá ngắn hạn hiện tại. Cái Du nghĩ là với cổ phiếu này nếu mua mới thì không nên, nó đã bị fail mất trong vài phiên gần đây rồi. Còn nếu như có thì cá nhân Dung nghĩ là nên lựa để mình thoát ra thôi, là nếu mà trading ngắn hạn. Còn nếu mà đầu tư thì anh chị nên đọc cái báo cáo phân tích của FPT để mình nắm rõ triển vọng. Thì FPT vẫn là cổ phiếu tăng trưởng tốt thôi, nhưng mà trong ngắn hạn thì khi cổ phiếu nó tăng một thời gian dài nó sẽ cần những cái thời gian để nó tích lũy trở lại hoặc nó điều chỉnh, nó cân bằng lại cái mức giá. Cá nhân Dung nghĩ là nó không có gì tiêu cực trong chung và dài hạn cả, vì đây vẫn là một trong những cổ phiếu rất là tuyệt vời của thị trường, giúp cho nhiều nhà đầu tư và các quỹ kiếm được tiền trong nhiều năm qua ấy. Và cái đà tăng trưởng nó thì quý 3 nó hơi chậm lại chút so với các quý trước một chút thôi. Cái mình nghĩ là nếu mà ngắn hạn thì nên chốt lời hoặc là thoát ra, kìa các anh chị mua khi vượt đỉnh thì bây giờ lỗ thì đâu đó có vài 3% đó, mình chấp nhận rút ra để mà thu tiền về và quan sát hoặc đợi các cơ hội khác. Còn mua mới lúc này thì không nên, bởi vì nó đã tạo thành một cái vùng đỉnh ngắn hạn là vùng 100 rồi, không biết khi nào nó vượt lại, thì cái cơ hội tốt trong vài tuần qua nó không đi tiếp được thì nó hơi lãng phí. Rồi của Techcombank thì nó cũng gần tương tự, nhưng mà Techcombank nó là trạng thái yếu hơn, tức là Techcombank thì không được như FPT, FPT nó đã vượt đỉnh và nó phiêu ngược lại.
Techcombank thì nhịp vừa qua thì vẫn là một nhịp hồi phục thôi, sau khi nó đã tích lũy đâu đó khoảng vài tháng ở trong cái vùng 48-50 thì nó bắt đầu hồi phục từ đầu tháng 10. Phiên rõ rệt nhất là cái phiên 11 tháng 10. Nhưng mà sau khi breakout thành công cái kênh xuống giảm thì trong vài tuần qua thì nó lại càng ngày nó càng đuối dần, mà nhất là cái tin kết quả kinh doanh được công bố vào hôm 21 tháng 10. Hôm đấy thì Techcombank tăng rất là tốt ở đầu phiên và bị bán ngược lại cuối phiên. Thì trong 3 phiên gần đây thì nếu mà nó chỉ bị cái tác động hiệu ứng một phiên thì nó sẽ cân bằng và nó đi lên tiếp, hoặc ít nhất là cân bằng. Nhưng mà cái diễn biến của Techcombank trong trong 2 phiên gần đây thì hơi tệ. Mức giảm hôm nay thì nó cũng chưa có mạnh như nhiều cổ phiếu khác, nhưng mà nó gây ra cái tâm lý là nhiều người mua breakout bắt đầu hòa với lại từ lãi thành lỗ. Đâu đó là đang lãi 6-7% thì giờ thành lỗ hoặc là hòa, nó có thể gây một bất an. Cái Dung nghĩ là trường hợp Techcombank thì phiên này nó hơi hơi tiêu cực, tại vì nếu mà hôm nay chỉ giảm không thì nó không đáng ngại, nhưng hôm nay giảm kèm theo khối lượng nữa, cho thấy là bên bán rất là quyết liệt. Hôm nay trong phiên thì quan sát như Hòa Phát hay là Techcombank có nhiều lần nỗ lực để hồi phục lại, cầu rất là tốt nhưng mà cái lượng cung nó bán rất là mạnh, và đến cuối phiên thì 2 cổ phiếu này còn ngập sâu hơn. Thấy là cái lượng hàng bán đấy dàng của những cái cá nhân lớn hoặc các cái nhà đầu tư tổ chức ấy, họ đang chiếm cái thế chủ động về việc bán ấy. Thì tốt nhất là nếu mà mua mới thì nên nên đợi thêm, tại vì cái hỗ trợ của Techcombank ấy, thì nó đâu đó quanh vùng 48 ấy. Và 50 này, và nó là cái vùng EMA 60 thì mình nên quan sát thêm một vài phiên nữa. Nếu mà cổ phiếu nó không bị xâm phạm vào cái vùng 48 50 thì có thể cân nhắc được. Còn hiện tại đang có thì cá nhân Dung nghĩ là vẫn giữ được, tại vì nếu mà tính ra thì từ cái mức giảm hiện tại đến cái vùng giá hiện tại đâu đó nó chỉ khoảng 5-6% thôi, không có gì là quá tiêu cực cả. Và nó cũng là hoàn toàn bình thường thôi. Tại vì nó vẫn là một cái vị thế mà hồi phục trong trong hoài nghi chứ không phải là một vị thế tăng trưởng. Nên cái trường hợp như của Techcombank thì nên quan sát thêm 1-2 phiên nữa. Và như FPT thì cá nhân Dung nghĩ là nó đã vượt đỉnh rồi và nó fail lại thì nên bán, không nên giữ nữa. Nếu mà trading ngắn hạn, còn mua mới thì không nên. Ngay cả Techcombank hay FPT lúc này nó đang bị dòng tiền nó rút ra, dòng tiền lớn ta bán ra và người ta bán rất quyết liệt. Thì mình cũng chưa biết các nguyên nhân phía sau là vì sao. Mặc dù là với trường hợp của Tech chẳng hạn thì người ta cũng kỳ vọng, hay cá nhân mình cũng nghĩ là cái kết quả kinh doanh quý 3 đó là cái xấu nhất rồi. Mà thực ra xấu nhất thì nó vẫn là tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng nó chậm lại thôi do cái đợt giãn cách qua thôi. Ai cũng là kỳ vọng quý 4 thì mọi thứ nó sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng mà ngắn hạn thì giá nó đang bị bán do một lượng cung lớn nào đó, cái dụng không đánh giá được, và mình nghĩ là nên quan sát thêm 2 phiên nữa. Nếu mà trong trường hợp mà Techcombank ấy nó xâm phạm ở vùng 48 50 trở lại với khối lượng tiếp tục lớn ấy, ví dụ như trong 1-2 phiên tới mà nó vỡ ở vùng 50 khối lượng nó lớn như phiên nay thì đấy buộc phải bán, vì lúc đấy cái xác suất vỡ 48 nó sẽ xuất hiện. Thì tốt nhất là hòa và lỗ nhẹ thì cũng nên phải bán để đợi cái cơ hội khác phù hợp hơn. Còn đến thời điểm này nó vẫn là 50 50, nó bị mất cái vị thế tích cực của nó chỉ sau có 2 phiên thôi, phiên ngày hôm thứ sáu, phiên hôm nay thôi. Còn nhiên đến phiên ngày 21 thì nó cũng là bình thường thôi, cá nhân là nên mà nó vi phạm ở vùng 50 mà khối lượng nó lớn thì có thể cân nhắc cái việc buộc phát ra để đợi cái tín hiệu tích cực hơn trong thời gian tới. Vâng ạ, cảm ơn cái chia sẻ khá là chi tiết của anh Du về 2 cổ phiếu FPT và Techcombank. Ở đây có một anh khách hàng thì có hỏi về điểm mua vào của 2 mã cổ phiếu TNH và DQC ạ. Thì đây anh Du có thể chia sẻ một chút về 2 cổ phiếu này không ạ? Đây là hát bệnh viện Thái Nguyên đúng không? Đúng rồi anh ạ, bệnh Cổ viện Thái phiếu này Nguyên. nếu mà nhìn theo theo xu hướng từ khi lên sàn thì là cũng khá tích cực. Các cổ phiếu này lên sàn sau đấy đi giảm đi ngang và có một cái nhịp tăng rất là tốt từ tháng 7 đến giờ. Rồi sau đấy lại thiết lập một cái mô hình nền phẳng nhỏ, mô hình mà hình hộp chữ nhật đi ngang rồi lại vượt đỉnh. Hiện tại tín hiệu về mặt kỹ thuật với cổ phiếu này thì vẫn là mua vào, nếu mà nhìn theo thuần về mặt kỹ thuật. Còn Du cũng chưa đánh giá về kết quả kinh doanh của TNH, tức là cổ phiếu này đi lên và tích lũy xong lại đi lên tiếp, và cái khối lượng tăng của mấy phiên trước rất là tốt, tiền vào rất là rõ rệt. Cái phiên nay thì nó chỉ là điều chỉnh bình thường thôi, thực ra cổ phiếu vẫn đóng cửa tăng nhẹ chút, mà chỉ bị hưng phấn trong phiên và nó bị dội ngược lại về tham chiếu nó, và cho thấy là đà bán bắt đầu xuất hiện thôi. Nhưng mà cái khối lượng thì hôm nay cũng không quá lớn so với 2 phiên tiền vào. Thế nếu mà cổ phiếu này mà xác định mua thì vẫn mua được. Bây giờ 44 nó sẽ là cái vùng hỗ trợ, mức giá quanh 44 nó sẽ là cái vùng hỗ trợ cổ phiếu thì vẫn mua được. Và
nếu mà đang có thì cái dung nghĩ là tiếp tục giữ thôi, thì nó cũng không có gì tiêu cực, đang là cổ phiếu tích cực hơn hẳn so với thị trường, với lại rất rất nhiều cổ phiếu khác. Nếu mà cổ phiếu này bán đi thì rõ ràng là sẽ khó xử, thì vì có trong danh mục có những cổ phiếu hơn thì nên ưu tiên bán những cổ phiếu hơn, mình nên giữ lại những cổ phiếu nó đang mạnh như này. Hôm nay chỉ là phiên chốt lời bình thường thôi, tại vì hôm nay vẫn là T3 về, và ai đấy vẫn, nếu mà mua vùng hôm trước là 40.5 thì hôm nay vẫn lãi đâu đó khoảng 10%, vẫn cho chốt lời thoải mái, nó chưa có tín hiệu tiêu cực cả. Đáng dung nghĩ là mua mới cũng được, và đang có thì nên giữ tiếp, chưa có tín hiệu phải bán. Giả định cái cổ phiếu này cái thời gian tích lũy đâu đó khoảng 2 tháng trong cái vùng này, thì thường nếu mà với mô hình nền phẳng nó sẽ đòi hỏi là 3 tháng tích lũy, nó chuẩn. Cái trường hợp này nó cũng chưa thực sự hoàn hảo lắm. Về mặt lý thuyết thì thường cái mô hình này nó tích lũy bao lâu thì nó sẽ tăng với nhiêu thời gian, hiện tại nó mới bắt đầu rút cao thôi, thì xét về mặt lý thuyết thì nó vẫn còn cái thời gian tăng từ nay đến cuối năm, tức là cổ phiếu này vẫn còn cái đà tăng trưởng từ nay đến cuối năm, thì anh chị nên tiếp được hoặc mua mới có thể cân nhắc được. Nhưng nếu mình mua mới thì mình nên nên có một cái mức cắt lỗ. Thì thường về nguyên tắc thì khi mà mua những cổ phiếu nó đã breakout thì chỉ cần đặt cắt lỗ là nó vỡ ngược lại cho vùng breakout là nó sẽ thành fail thôi. Ví dụ như mình mua ở vùng 44 chẳng hạn, thì chỉ cần đâu đó nó về vùng 3, 42 thôi là lỗ khoảng 1 đến 2 giá, thì coi như là bị fail ngược trở lại, nằm chui ngược lại cái vùng này thì chấp nhận cắt lỗ thôi. Tán Du thấy là cái cổ phiếu này nếu mà xét mặt kỹ thuật thì cơ hội đang lớn hơn rủi ro, toàn thể cân nhắc được. Vâng ạ, còn anh có anh khách hàng có hỏi thêm về cổ phiếu DQC ạ. Anh Điện cũng chia sẻ Quang một à? chút về cổ phiếu này. Vâng. Điều này thanh khoản nó hơi nhỏ, thanh khoản nó trong thời gian qua nó rất là nhỏ, khoảng đâu đó khoảng 7-8 tỷ thôi, thì nó không không phù hợp với lại đám đông chết đinh lắm trong cái bối cảnh thị trường thanh khoản tốt như này. Thì những cái cổ phiếu thanh khoản nó nhỏ thì một hai cá nhân người ta có thể tác động được, một hai cá nhân người ta hiệu ứng tâm lý được. Nếu mà nhìn cổ phiếu này mà xét trong thời gian qua thì nó vượt qua cái vùng giá đỉnh của tháng 4, nếu mà vượt qua cái vùng đỉnh tháng 4 đâu đó vùng khoảng 26 đúng không ạ, nó sẽ là vượt đỉnh của 2-3 năm trở lại đây, hơn 2 năm, thì lúc đấy nó sẽ có xác suất nó tăng rất là tốt. Thế hiện tại đang bị giới hạn bởi cái kháng cự ở tháng 4 ở cái vùng 26, thì nếu mà vượt qua thì nó xuất hiện các cái nhịp tăng mới, nhìn thì nó cũng khá khá giống giống với mẫu hình cốc tay cầm ấy, nhưng mà nó không không được hoàn hảo cho lắm, không được hoàn chỉnh cho lắm. Về mặt lý thuyết mô hình này nếu mà nó hoàn thiện thì người ta sẽ đo từ cái vùng vùng đáy lên đến cái miệng cốc ấy. Giả định như coi như là cốc tay cầm ấy, sẽ có kỳ vọng đâu đó khoảng 14 giá nếu nó vượt breakout qua cái vùng 26, tức là tương ứng lại cái kỳ vọng lên vùng 40 đúng không ạ, nếu ta đo từ vùng 26 đi lên. Cái anh dung nghĩ là đấy là về mặt lý thuyết thôi, còn thực tế cổ phiếu này thanh khoản nó thấp ấy, nên là cái việc một ai đó người ta điều khiển cổ phiếu này rất là dễ, nếu mà mua vào vài 3 tỷ và bất ngờ người ta bán ra thì nếu mà chết đinh thì có thể chết đinh được, tức là phiên hôm nay nó là 25.5 thì phiên mai nó sẽ vượt đỉnh, thì nó vượt đỉnh vùng 26 nếu mà là phiên mai tiếp tục nó tăng tốt ấy, mà đóng ở giá cao nhất và khối lượng tốt ấy, vượt được 26 ấy, cái giá đóng cửa ngày mai cao hơn 26 nhiều ấy, thì sau đấy cứ điều chỉnh 26 nó mua, và mình đặt một cái kỳ vọng lên 40 và đặt mức cắt lỗ là nếu mà nó chui ngược lại ví dụ như về đến 24 chẳng hạn nó mất 2 giá thì người cắt lỗ thì đâu đó mất sẽ khoảng 8%, còn cái kỳ vọng của nó thì sẽ để mở để cho nó chạy theo thị trường, cho một cái kỳ vọng về mặt lý thuyết là 40 nhưng mà thực ra là mình sẽ để nó chạy theo giá thị trường, và chấp nhận cái mức cắt lỗ là 8% thì chơi được, nhưng mà lưu ý là mình nên chốt định số lượng nhỏ. Thứ hai là phải đợi phiên ngày mai nó kết thúc ở trên giá 26 thành công thì các phiên sau cứ điều chỉnh là mua được. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ thêm về cổ phiếu Điện Quang. Ở đây một anh khách hàng có xin hỏi về điểm điểm mua vào cổ phiếu Hòa Phát ạ. Thì đây là một cổ phiếu mà cũng rất nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm, thì anh Du có thể chia sẻ thêm một chút về cổ phiếu này không ạ? Hòa Phát nếu anh chị mà hỏi mua theo góc độ đầu tư thì mình nên đọc báo cáo phân tích thì hợp lý hơn. Còn nếu mà theo trading thì cá nhân Du thì nó giống như trường hợp FPT, nó đã vượt đỉnh thành công, tức là đã chứng minh là mình có sức khỏe và mình vượt đỉnh thành công rồi, sau đấy này phá ngược lại thì với Du thì nó không thực sự tích cực nữa. Còn nếu mà mua về mặt kỹ thuật thì thường nó sẽ về kênh hỗ trợ thì có thể là có điểm mua mới. Ví dụ như hiện tại cái kênh hỗ trợ của nó đâu đó ở vùng, nếu mà nó rơi về vùng 52 nó sẽ là cái vùng kênh hỗ trợ tính từ tháng 7 đến nay, thì nó vẫn là một cái xu hướng tăng, nhưng mà tăng độ dốc nó rất là thoải, cái độ nghiêng nó rất là thoải, cho thấy là cái mức độ tăng nó rất là chậm rãi lên và lại điều chỉnh, nó không được dốc như các cái giai đoạn trước. Ví dụ như các cái đoạn trước mọi người thấy là cái độ dốc của Hòa Phát đi lên rất là tốt,
cái nội lực nó rất là mạnh, những đợt này nó lên rất là thoải, nó vừa lên trong nghi ngờ thôi, và nó cũng chờ đợi kết quả kinh doanh quý ba, và nó cũng bị áp lực của đỉnh cũ, nhưng mà khi nó vượt xong thì nó phải thanh thoát hơn, nó phải vượt, nó bay lên, thì nó lại bị lộn ngược hai phiên gần đây, và khối lượng bán rất là lớn, cho thấy là cái việc bán này không phải là nhỏ lẻ. Nếu mà tính ra khoảng là 4 phiên gần đây, số lượng bán đâu đó khoảng 100 triệu cổ phiếu, tương đối lớn. Và cái Dung nghĩ là sau khi để fail phiên hôm nay thì trường hợp của Phát nó trở nên hơi hơi rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn. Cái Dung nghĩ là nếu mà anh chị có thì có thể cân nhắc việc bán ra trong phiên mai. Và cái kỳ vọng số 2, số 3 thì tạm thời nó bị ảnh hưởng rồi. Còn mua mới cái Dung nghĩ là không nên, khi mà cổ phiếu mình đã nghi ngờ về cái rủi ro mà nó xuất hiện thì khối lượng bán lớn như này thì cái Dung không nên. Nếu mà và định chết định thì có thể quan sát trong thời gian tới, nếu mà nó điều chỉnh vùng 52 có thể quan sát, ít nhất lúc đấy nó sẽ là một cái hỗ trợ tốt, nó vừa là MA 60 ngày tới MA của 3 tháng ấy, trung bình giá 3 tháng, và nó vừa là một cái kênh giá từ tháng 7 này. Còn hiện tại mua thì hơi rủi ro, thì nó vừa vừa đỉnh xong lại phá ngược đỉnh. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì ở đây có một anh khách hàng có hỏi về cổ phiếu Đạm Phú Mỹ bị giảm mạnh. Thì như nếu anh quan sát trong 2 phiên gần đây thì các cổ phiếu nhóm phân bón như Đạm Phú Mỹ hay Đạm Cà Mau đều có một cái nhịp giảm mà khá mạnh sau 2 phiên gần đây. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng 2 phiên và khối lượng giao dịch của 2 cổ phiếu này cũng có dấu hiệu gia tăng trong trong 2 phiên gần đây. Thì điều này cũng dễ hiểu khi mà cổ phiếu này trong giai đoạn vừa rồi là một cổ phiếu cũng khá là mạnh trong cái giai đoạn vừa qua. Và ngắn hạn ở cổ phiếu này thì cái nhịp giảm ở cổ phiếu này thì cũng 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 là dễ hiểu thôi. Và những anh chị mà nếu mà chúng ta đang có những cổ phiếu này thì chúng ta cũng có cơ sở để chúng ta tiếp tục nắm giữ bằng cách chúng ta đặt những cái mức dừng lỗ của cổ phiếu này để chúng ta khóa cái mức lợi nhuận. Còn những anh chị nào mà nghĩ đến việc mua mới cổ phiếu này thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ thêm thôi, chứ cũng chưa có một cái vùng vùng tích lũy đủ tốt ở cổ phiếu Đạm Phú Mỹ để chúng ta có một cái điểm mua để chúng ta quản trị được rủi ro ở thời điểm hiện tại. Thì không biết anh Du ạ, anh có thêm cái quan điểm gì về cổ phiếu nhóm phân bón này không ạ? Các trường hợp của Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì cái Zoom có trao đổi với các anh chị trong trong mấy lần trước ấy. Tức là cái kỳ vọng của nó thì cũng gần như đạt rồi, thì ví dụ như với Đạm Cà Mau người thấy là cái đợt tăng này nó cũng khá tương đồng với đợt tăng của tháng 7, là cái mức tăng nó khá tương đồng nhau rồi, và nó bắt đầu suy yếu 2 phiên này rồi. Tức là thường thì cái thói quen trading thì nó sẽ hình thành trong đầu là các cái nhịp tăng nó tăng bao nhiêu, thì trong quá khứ thì ta hay có thói quen là cái mức tăng sau nó đạt như thế người ta hay chốt lời. Nhìn Đạm Phú Mỹ thì không tiêu cực như Đạm Cà Mau, tại vì dù sao cái mức tăng của nó trong các thời gian qua nó chậm hơn Đạm Cà Mau, và nó cũng chưa thực sự là tăng hết cái kỳ vọng của nó so với đợt tăng tháng 7, tức là đâu đó nó vẫn còn một chút kỳ vọng nữa. Nhưng mà về mặt nhóm ngành thì nó cũng bị ảnh hưởng theo nhau. Đạm Cà Mau thì 2 phiên nay chốt lời nó mạnh mẽ hơn, và khối lượng thì nó cũng thể hiện rõ là 2 phiên khối lượng nó cũng cũng không hề nhỏ. Cái mức giảm này của Đạm Cà Mau nó rất quyết liệt, là giảm đến 5%. Đạm Phú Mỹ thì khối lượng 2 phiên nay thì nó cũng cũng tương đối, nhưng mà nó không quá đột biến so với trung bình đâu, bình khoảng vài tuần gần đây đâu, và cái mức giảm này thì nó cũng khá nhẹ. Và nếu mà xét về cái kênh giá ngắn hạn mà chúng ta nối từ cái đáy của tháng 8 tháng 9 đến giờ thì hiện tại nó cũng chưa vỡ, tức là chưa đi cho tín hiệu bán đâu. Cái Đạm Cà Mau thì nó hơi tiêu cực hơn. Với Đạm Cà Mau cái Dung nghĩ là nên bán rồi, tại vì nó đã đạt kỳ vọng rồi, và thứ hai là 2 phiên nay nó chốt lời rất quyết liệt, nhịp hồi phục trong phiên mai là mình cá nhân mình là mình sẽ bán nếu có cổ phiếu này. Còn với Đạm Phú Mỹ thì nó chưa xấu hẳn, thì cái hỗ trợ của nó hiện tại đâu đó quanh vùng khoảng là 4, nếu như nó lùi về đấy nó vẫn không bị phá vỡ thì vẫn giữ được. Còn nếu như nó lùi sâu qua 44 thì các phiên sau nó có hồi phục đến vùng 45, 46 nó phải bán, tại vì lúc đấy nó đã xác nhận là cái vùng đỉnh 48 là đỉnh ngắn hạn rồi. Thì thường những cổ phiếu mạnh này thì nó kèo nó có giảm vài phiên nữa thì nó sẽ có những nhịp hồi rất là mạnh, ít khi là tạo đỉnh nhọn lắm. Mọi người cũng không nên quá lo lắng. Cổ phiếu mạnh thì thường trong quá trình nó đi lên nó rơi xuống thì nó hay có những dòng tiền thì người ta kỳ vọng nó lại đi lên tiếp, người ta sẽ tiếp tục mua và đẩy nó lên, để lên đỉnh cũ hoặc là sát đỉnh thôi. Mình hoàn toàn có thể quan sát thêm 1-2 phiên nữa, mà mình đợi những nhịp nó hồi phục. Nếu mà nó confirm là nó gãy rồi thì đợi phục bán. Như thế nào còn mau thì nếu mà kẻ kênh xuống thì nó cũng cái này là phiên bắt đầu vỡ rồi, ra cái lực bán rất quyết liệt. Cá Dung nghĩ là với Đạm Cà Mau thì nên bán quyết liệt, còn với Đạm Phú Mỹ thì quan sát thêm, còn mình chấp nhận là một cái mức thoái lui đến cả vùng 44 được, là nếu mà nó không vỡ vùng 44 thì tiếp tục. Còn nhìn nếu như nó vỡ 44 thì tất cả những phiên hồi phục sau là những phiên phải bán, thì lúc đấy nó đã là cái tín hiệu xấu rồi.
Vâng ạ, cảm ơn anh Du về quan điểm về cổ phiếu Đạp Phú Mỹ ạ. Thì ở đây có một anh khách hàng có hỏi về điểm mua cổ phiếu EZC và TVC ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? C thì hôm nay là một phiên vượt đỉnh nhưng chưa thành công lắm. Với những cái cổ phiếu mà thời gian gần đây mà vượt đỉnh xong rồi bị dội ngược lại trong phiên ấy, thì nó cũng làm cái bất an ấy, tại vì nếu mà vượt thì phải vượt dứt khoát. Nó giống như là chúng ta đi tham gia giao thông đấy thôi, chúng ta có điều kiện để chúng ta vượt lên xe khác mà chúng ta không quyết liệt thì rất dễ gặp tai nạn. Cái trường hợp mà các anh chị thấy là trong tuần qua đã bị fail vì vượt đỉnh nó không quyết liệt, thì bị sai là trường hợp mà rõ ràng cái phiên rất thuận lợi để vượt nhưng cuối phiên thì lại bị tụt lại, và sau phiên đấy mình có thấy là nó rất là tác hại. Cái anh Dung nghĩ là trường hợp của EZC thì nó cũng có thể xảy ra tình trạng như thế, vì hôm nay là một cuối phiên nó không thuận lợi về mặt thị trường thôi, nhưng mà một khi cổ phiếu đã quyết tâm vượt đỉnh thì nó phải cố thì vượt bằng được, tức là nó phải có sự toan tính của ai đấy, nhất là những nhà tạo lập của nó hoặc là những cái cá nhân lớn đã quyết tâm cho cổ phiếu vượt thì điều kiện nào nó cũng phải vượt. Mọi người thấy nó là trong các phiên gần đây như kể cả thị trường có xấu, những cổ phiếu nó vượt thì nó vẫn quyết tâm nó vượt, nhất là những cổ sản vẫn đi lên vì người ta đều có toan tính và người ta dự phòng cho những cái rủi ro hết, nên người ta không ngại những cái biến động ngắn hạn thị trường một hai phiên cả. Còn hôm nay nó có vẻ nó hào hứng theo đám đông bất động sản thôi, thì tốt nhất là với trường hợp này thì mình cứ đợi nó vượt hẳn, không nên mua khi mà nó còn còn ngấp nghé vùng đỉnh, vì ngấp nghé vùng đỉnh thì có thể nó thành hai đỉnh ngay, nó vọt lên nó lại sụt lại, thì tốt nhất là đợi nó vượt lại cái đỉnh cũ của nó đâu đó vùng 33 33,5 ấy. Thì cứ để nó đóng hẳn thì trên 34 đi, có một phiên đấy nó đóng hẳn trên 34 như này thì sau đấy điều chỉnh thì mình mua, tại vì lúc đấy nó sẽ bước vào một sóng tăng mới rồi, và lúc đấy nó sẽ phá vỡ, nó bị nó bỏ qua cái mô hình vai đầu vai rồi. Cái diễn biến nó trong tuần qua đã phá vỡ cái mô hình vai đầu vai mà trước đấy là cái dù cũng lo ngại, mà cái diễn biến của nó tăng và nó với đỉnh cũ thì nó bỏ cái vai đầu vai, ít nhất thì nên đợi nó vượt qua giá 34 thì sau đấy cứ điều chỉnh để nhắm mắt mua nó, vì nó đã break thành công thì điều chỉnh mua, điều chỉnh là nó nguyên tắc là phải mua thôi. Còn nó chưa break thành công mà chúng ta mua thì nó không khác gì mua vùng đỉnh cũ cả, nó là sát đỉnh cũ mà, khi nó phải vượt nó không vượt thành công nó lùi lại rất là mạnh, nó giống như chúng ta lái xe chúng ta cố vượt dốc mà đến khi con dốc nó gần vượt đến gần hết dốc mà nó lại lùi ngược lại, và xe chúng ta chết máy nó cực kỳ nguy hiểm cho chính chúng ta và những người của trên xe. Thì tốt nhất là phải để nó vượt hẳn thì chúng ta tham gia, còn như này nó đang ngấp nghé và nó vẫn có cái rủi ro là hai đỉnh, như nhiều phiếu chúng ta đã thời gian qua là cố vượt nhưng mà không vượt nổi và bị fail ngược lại rất là mạnh. Thì các Dung nghĩ là trường hợp của IDC nên, nên quan sát thêm hai phiên nữa nó vượt 34 thì lúc đấy là cứ điều chỉnh cân nhắc mua. Vâng ạ, anh ấy có hỏi thêm về cổ phiếu TVC ạ. Anh Du thì chia sẻ TVC thêm. Vâng. thì trước đây cổ phiếu nó giao dịch nó không tự nhiên lắm, còn đây thanh khoản nó lớn, còn trước đây nó giao dịch không tự nhiên và nó có những cú rơi rất là sắc, tức là cú rơi rất là bất thường và giá giảm mạnh 24 về 6 đâu đó giảm 75% đúng không, rất là mạnh. Đấy là cái rủi ro của cái dạng cổ phiếu này, tức là khi giao dịch thì mình thường xem cái diễn biến quá khứ xem nó có những cú rơi đấy nó kinh khủng hay không. Thường cổ phiếu tốt thì khi nó bị rơi những cú mà nó sốc trong ngắn hạn sẽ rơi một chút cho nó điều chỉnh cho thoải mái bán nó hồi phục, còn nếu nó rơi sát như này thì trading nó cũng phải chấp nhận rủi ro rất là cao, trong tương lai nó có thể nó xảy ra những cái cú mà bất ngờ mất cầu nó rơi không phanh này. Nếu cổ phiếu nó có giá trị thực ít khi nó bị rơi rơi một cách nó sốc như thế. Dù sao những cái diễn biến của ngành chứng khoán trong thời gian đây, ngành quản lý quỹ nó cũng tốt cho những công ty quan ngành chứng khoán quản lý quỹ, cái diễn biến của nó trong thời gian qua thì cách tăng rất là gập ghềnh, hiện tại nếu mà xét về mặt kỹ thuật thì nó đang là cái trạng thái vượt đỉnh ấy. Nếu mà xét ngắn hạn nó rất là tích cực đó, nhưng mà tích cực cho người giữ thôi, tại vì cái quá trình tích lũy của nó trong thời gian qua nó rất là ngắn, quá trình tích lũy đâu đó khoảng 1 tháng, chứ đinh với một cái mô hình mà nó khớp khỉu của này mà nó tích lũy 1 tháng rồi nó đi lên cái dung là nó có rủi ro, nếu mà có thì cái dung nó đang tích cực để giữ thôi, còn mua mới thì mình không nên, nên lựa chọn những cơ hội khác mà nó vốn hóa nó đủ lớn hơn và cái cách chế định nó rõ rệt hơn, sóng nó rõ rệt hơn. Cổ phiếu này trông nhưng mà sóng nó không mạnh lắm đâu. Nó tăng rất là giật cục trong suốt 1 năm qua, để mà kiếm được tiền khoản đủ lớn của cổ phiếu này thì phải rất là kiên nhẫn và phải có cái sự kiên định, còn nếu chế định ngắn thì có thể là nó luôn có những mà giật lại rất là mạnh.
cá nhân Dung nghĩ là trường hợp này sẽ phù hợp với lại ai có đang giữ thôi, còn mua mới lúc này là hơi hơi rủi ro với một cổ phiếu nhỏ, không có nhiều cái vị thế mà để kỳ vọng đi vượt thị trường trong trong xu hướng hiện tại, và cùng tích lũy nó hơi ngắn nên nó không ai có mua mới, cá nhân Dung nghĩ là không. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về cái chia sẻ về hai cổ phiếu EGC và TVC. Thì đây ở đây có một anh khách hàng có hỏi về trạng thái mua gia tăng của cổ phiếu Nam Long. Thì Nam Long là một cổ phiếu cũng khá là khỏe trong cái nhịp vừa rồi, gần như là một trong những cổ phiếu bất động sản mà khỏe khỏe nhất trong nhóm này. Thì anh Du có thể chia sẻ thêm một chút cái quan điểm về việc là mua gia tăng cổ phiếu này không ạ? Nam Long thì đây là cái nhịp tăng thực ra là khỏe nhất từ trước đến giờ của nó. Các nhịp sóng lần trước thì thực ra nó rất là yếu ớt, nếu mà tính từ từ khi đi lên đến giờ nó là cái cách đi lên rất là chậm và rất là khó chịu. Nó chỉ phù hợp với kiểu ai mua đầu tư và giữ 3 tháng 6 tháng thì đạt kết quả vài chục phần trăm. Còn ai mà chết đinh T cộng thì người cái đợt tăng của tháng tháng 4 năm ngoái đến đến cuối năm đến đầu 2020 nó rất là mà chậm, các cái nến rất là nhỏ và ngắn. Xong nó đi xem thì điều chỉnh, ngay cả những cái giai đoạn gần đây vài tháng trước ấy, trading của nó cũng tương đối khó, là những cái nhịp tăng rất ngắn và cái mức kỳ vọng là khi mình chưa đạt kỳ vọng nó đã thoái lui rồi, nếu mà chốt lời đắt không bỏ, nhưng mà nếu mà giữ lại thì vẫn lợi nhuận. Còn cái diễn biến của nó trong một tháng ở đây nó rất là tích cực, mặc dù nước ngoài bán rất là mạnh ấy. Cái xu thế là nó lên rất là tốt theo nhóm ngành bất động sản nói chung, nhóm bất động sản tầm trung. Nhưng mà phiên hôm nay thì nó cái diễn biến nó hơi hơi tệ một chút, là cái nến của nó thì hơi xấu, và cái nến dân kỹ thuật gọi là nến bia mộ, thì nó tăng rất là mạnh trong phiên, nó bị dội ngược lại cho thấy là cái lượng cung nó áp đảo ngược lại so với cầu, mặc dù khối lượng hôm nay không lớn nhưng mà cái nến này nó sẽ có thể để kéo theo cổ phiếu nó bị điều chỉnh 2 phiên. Cán dung nghĩ cổ phiếu này nếu mà điều chỉnh để mua thì hiện tại nó hơi khó, tại vì cái mức tăng của nó nếu mà tính từ từ đầu tháng 10 đến bây giờ đâu đó khoảng 40% à, từ giá 40 giá 56 ngày hôm nay thì hơi khó để mà kỳ vọng điều chỉnh lại lên lên ngay trong ngắn hạn được, chỉnh 2 phiên. Tức là nếu mà có mua thì để tiếp diễn cái xu hướng này nó và kỳ vọng cái mức lợi nhuận đủ lớn, cái cũng là nó hơi khó. Tốt nhất là nếu mà đang có phần phần hiện tại anh nên giữ thê giữ tiếp thôi, còn việc mua thêm lúc này thì nó sẽ tự định ôm thêm cái rủi ro ngắn hạn ấy. Nếu mà mình giữ cái phần còn lại mà tận hưởng hết cái nhịp tăng sau cái phiên tới nó điều chỉnh nó tăng tiếp, tận dụng hết cái nhịp tăng nó đã tốt rồi. Còn nếu mình mua thêm mà không may cổ phiếu nó lại gặp một cái nhịp điều chỉnh nó sâu hơn, tự nhiên mình áp lực và mình đẩy mình vào cái tình thế là bị áp lực về tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản. Hiện tại cổ phiếu này đang có cái hỗ trợ, nếu mà nhìn EMA thì nếu đó 48-50 có thể coi là hỗ trợ, là nếu thoái lui đấy thì có thể cân nhắc gia tăng hình thái được. Còn như chỗ này mà gia tăng hình thái thì hơi nguy hiểm, vì nó đã tăng một nhịp tương đối nóng 40% thì cũng là rất là tốt so với lịch sử cổ phiếu này, và ít khi nó tăng một nhịp nóng như thế. Nên sẽ có nhiều nhà đầu tư người ta đã nắm giữ cổ phiếu này lâu mà người ta đạt kỳ vọng, có thể người ta tạm chốt lời, người ta đợi điều chỉnh người ta mua lại. Đang dung nghĩ nếu nó về vùng 850 thì quan sát, nếu khối lượng nó thấp cân nhắc, vì thường khối lượng thấp thì nó sẽ điều chỉnh. Còn hiện tại thì không không nên mua thêm mà nên giữ trạng thái đang có đâu. Đấy. Thường sau những phiên như hôm nay thì 1-2 phiên tới nó sẽ tạo sự hoài nghi. Sau bên này chưa nói lên được điều gì. Nếu mà nó là một cái nến ngày mai nó vẫn tăng thì nó cho thấy là cái việc tiền phiên nay nó chỉ là tâm lý của thằng đám đông một phút cuối thôi. Còn nếu như ngày mai nó là một cái nến đỏ chẳng hạn thì nó sẽ xác nhận mô hình Evening Star, cho thấy là cổ phiếu có sắp đảo chiều xu hướng ấy, sát là mình bán ở các phiên tiếp theo chứ không không mua thêm. Còn nếu như phiên mai chỉ là phiên doji hoặc là một cái phiên mà tăng ở cuối phiên, tức là vẫn một cái nến nó tích cực của cuối phiên thì tiếp tục có thể giữ tiếp, còn mới cái không nên lúc này khi mà bối cảnh thị trường tại nó đang đang khó lường hơn. Nếu mà hôm nay cổ phiếu nó không bị cuốn ở cuối phiên ấy, thì nó không không đáng ngại lắm, nhưng mà hôm nay đến những cổ phiếu mạnh bị cuối phiên nó bị ảnh hưởng, nó cho thấy là cái tâm lý mà bắt đầu bị ảnh hưởng và tâm lý thị trường đã xuất hiện rồi, mình cũng nên thận trọng một chút. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì như anh chị có tham gia chương trình, anh chị thấy rằng là các chuyên gia có chia sẻ nhiều về về xu hướng này, về các mô hình nến này. Thì để mà anh chị có thể rõ hơn về cái những khái niệm này và anh chị có thể sử dụng nó trong việc phân tích và lựa chọn các cổ phiếu về thị trường ấy, thì anh chị có thể tham gia cái khóa học về giao đi trade về giao dịch chứng khoán của VNREX. Thì VNREX thường xuyên có cái khóa học về giao dịch để chúng ta có thể hỗ trợ anh chị trong cái việc mà chúng ta xác định cái thời điểm thị trường, chúng ta lựa chọn cổ phiếu
ta xác định những cái thời điểm mua hay thời điểm bán, và khi mà chị tham gia cái khóa học này thì chị sẽ nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro của VietinVex. Thì anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị để anh chị tham gia về khóa này, hoặc là anh chị có thể xem chi tiết trong đường trong cái phần tin nhắn, link sẽ để lại trong phần tin nhắn để anh chị có thể tham khảo về khóa học này. Thì câu hỏi tiếp theo thì ở đây có chị khách hàng có hỏi về chiều mua gia tăng của đạm Cà Mau. Thì như anh Du vừa chia sẻ về các cổ phiếu đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau, thì chúng ta thấy rằng hai cổ phiếu này thì đều đang trong một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong hai phiên gần đây. Thì rõ ràng ở những cái vị thế hiện tại của đạm Cà Mau thì chúng ta như anh Du vừa chia sẻ, thì chúng ta nếu có thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn. Còn chiều mua mới ở mua gia tăng ở cổ phiếu này thì có lẽ là thời điểm này chúng ta chưa nên vội. Thì không biết anh Du anh có chia sẻ thêm về về cái câu hỏi này của một chị khách hàng không ạ? Alo ạ. Alo ạ. Anh Du hiện tại không nghe thấy tiếng anh Du ạ. Anh có thể xem lại mic không ạ? Alo. À rồi anh ạ. Thì với những cổ phiếu ấy, thì cái kinh nghiệm của Du ấy, thì cái quá trình tăng bao giờ nó cũng cái thời gian đầu nó tăng nó sẽ là cái quá trình tăng rất là chậm. Đấy là cái độ nghiêng nó rất là thoải. Nó tăng nó kiểu là vừa tăng vừa nghe ngóng tin tức, vừa tăng trong nghi ngờ. Nhưng mà càng cái đoạn sau nó sẽ càng dốc. Và thế là cái đoạn của đoạn của mau đoạn cuối là đoạn rất là dốc, và thường nó sẽ là những do mà cái tâm lý đám đông của nó hào hứng quá. Thì vì nguyên tắc trading thì với những cái cổ phiếu mà nó đến cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà tăng tăng cái độ dốc nó cao ấy, cái tâm lý đám đông mọi người hào hứng quá thì sẽ là những cái đoạn mà chốt lời là chính thôi. Còn cái thời điểm mua thì nó cũng quá hết rồi, nó đã tăng một nhịp rất là tốt từ cái nhịp mà cuối tháng 9 đến giờ, và tin tức kết quả kinh doanh nó phản ánh ra rồi. Anh Dung nghĩ là cổ phiếu này nó phù hợp với ai đang có thì canh chốt lời thôi, vì cái diễn biến hai phiên này nó cho thấy là việc chốt lời nó đang ngày càng rõ rệt rồi. Xác suất để vượt đỉnh đi tiếp thì nó đang thấp dần. Chưa biết nó chỉ là điều chỉnh tích lũy đi lên hay là nó tạo đỉnh nó đi xuống, nhưng mà chúng ta nhìn theo bài học của những ngành ngân hàng, những ngành chứng khoán thời gian qua, không phải cổ phiếu nào tăng mãi đâu. Chúng ta phải chấp nhận là sẽ có những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó tạo đỉnh và nó đi xuống, có thể 3 tháng, 6 tháng, thậm chí cả năm nó tích lũy lại. Tốt nhất là mua mới thì không nên, trừ khi sau này tích lũy nó vượt đỉnh thì lại mua mới, thì vì sau mỗi lần nó vượt đỉnh thì nó lại tạo ra cái đội mới. Còn khi nó đã xuất hiện những dấu hiệu người ta chốt lời, tốt nhất là không mua mới là một. Thứ hai, nếu mà đang có thì nên lựa những nhịp hồi phục thì chốt lời, vì kết quả kinh doanh nó cũng ra nó phản ánh vào giá cả. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Thì ở đây có một anh khách hàng có hỏi thêm về cổ phiếu Hà Đô theo chiều giữ ạ. Thì anh có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Hà Đô diễn biến của hai phiên này là cái dấu hiệu chốt lời, nhưng mà nếu mà nhìn theo khối lượng thì nó không quá lớn. Nếu mà người nhìn cái khối lượng cổ phiếu trong cái giai đoạn tăng trước ấy, thì hai phiên chốt lời này nếu mà nhìn so với mấy phiên trước thì nó lớn thôi. Nó cũng có dấu hiệu là ai đấy đang lo ngại thị trường, người ta chốt thôi. Nếu mà tính ra mức giảm thì hai phiên này giảm ở đó khoảng 3%, hoặc một phiên 0,19, phiên 2,1 thì cũng chưa có gì quá tiêu cực. Còn nhìn theo khối lượng thì nó cũng không phải khối lượng mà mình nghĩ là phân phối đâu, vì thường phân phối thì nó sẽ là những phiên mà khối lượng nó phải mạnh mẽ hơn. Cái trạng thái mà người ta thu gom Hà Đô trong thời gian qua rất là lớn, nhưng mà xét trong suốt quá trình tăng nó rất là lớn để người ta nắm giữ, nên không thể là thoát một hai phiên khối lượng nhỏ để người ta thoát được. Và thường như thế thì cổ phiếu nó còn cái dư địa tăng nữa, có điều là nó sẽ điều chỉnh thôi. Bây giờ cái hỗ trợ của nó ở vùng 60, cái Dung nghĩ là nếu mà mình chưa đinh theo xu hướng thì phải đợi ở vùng 60, nếu mà nó vỡ hẳn thì buộc phải cắt khi nó hồi đó. Còn hiện tại nó cũng chưa có gì quá tiêu cực về mặt xu hướng, người vẫn có thể giữ tiếp được. Còn nếu mua thì nên đợi cổ phiếu nó về vùng 60 và khối lượng nó càng cạn kiệt thì lúc đấy nó sẽ là cơ hội mua. Cổ phiếu này nhìn xuống ngắn hay trung hạn nó vẫn là xuống tăng, không có gì tiêu cực cả. Cái diễn biến hai phiên này thì nó cũng chỉ cho thấy là người ta chốt lời thôi, thì xét về cái mức tăng của cái giai đoạn từ cuối tháng giữa tháng 9 đến giờ thì nó cũng tương đương với mức tăng của tháng 7. Đâu đó người ta, nếu người ta mua một cái kỳ vọng trading và người ta thấy là nó đạt cái kỳ vọng giống như lần trước, người ta chốt lời hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Đâu đó nó cũng xem nhau rồi, thì hoàn toàn nó có một cái nhịp điều chỉnh đấy. Mình nghĩ là nếu mà mua mới thì quan sát ở vùng 60. Nếu mà về đấy mà nó xuất hiện những cái nến tích cực, nến mà nó bị bán và giá bật ngược lại cuối phiên với khối lượng tốt thì mình đi
nên cân nhắc việc mua vào. Còn mua mới lúc này thì nó không không nên, vì nó đang đang trong phase điều chỉnh, có thể nó tiếp diễn thêm một số phiên nữa. Còn bán ra thì nếu mà các anh chị mà giữ trạng thái nhiều thì mình có thể cân nhắc việc mình chốt một phần ấy, và mình đợi ở vùng hỗ trợ mình gia tăng lại trạng thái cổ phiếu. Còn nếu mà không làm từ đấy, tốt nhất là ngồi im thôi, mình tránh cái việc mà bị dao động thị trường. Cái diễn biến một hai phiên như hôm nay nó hoàn toàn bình thường, tức là hai phiên mới giảm 3% thì đã dung là bình thường. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có một anh khách hàng có hỏi về nhóm tình hình hiện tại của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đặc biệt là anh có hỏi cụ thể là các mã cổ phiếu điểm vào các mã cổ phiếu như là SBS, APS hay AAS, thì anh Du có thể chia sẻ một chút về 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 nhóm này không ạ? Thực ra nếu nhìn những cổ phiếu chứng khoán tốt, những cổ phiếu chứng khoán lớn mà nó vẫn đang diễn biến tiêu cực như này, thì để trên đây những cổ phiếu mà nó lại là cuối ngành và nó không có cơ bản nó ủng hộ, đã giúp là nó tương đối rủi ro, trừ khi nó có những cái game gì đấy nó đặc biệt, và những cái đấy mà người phải, thực sự là hiểu doanh nghiệp, mọi người phải nắm được thông tin của doanh nghiệp cơ. Còn trên đinh thuần kỹ thuật thì, và trên đinh thì bao giờ muốn mua một cổ phiếu thì phải nhìn trường là một hai là diễn biến của nhóm ngành, đặc biệt những cổ phiếu đồng ngành. Cổ phiếu của mình mà nó không không phải những cổ phiếu đồng ngành mà nó ở cuối ngành mà nó lại ngược thị trường thì phải phải đánh giá thật rõ là cái câu chuyện vì sao thì nó tăng giá về mặt cơ bản và thông tin. Còn nếu mà nó chỉ là cái tâm lý đầu cơ một hai phiên thì nó khó để đi ngược được được cái nhóm ngành hay là cái diễn biến chung thị trường đó. Ngược với SBS thì nó rất là rủi ro, tại vì sao? Tại vì nếu mọi người nhìn theo cái cơ bản cổ phiếu ấy, thì người sẽ thấy là nó làm ăn các năm trước nó vẫn thua lỗ, và hiện tại cá nhân Du nhớ là nó vẫn lỗ lũy kế đâu đó là hơn 1.000 tỷ đấy, và nó cũng chưa khắc phục được. Là nếu mà nhìn theo book value thì cổ phiếu này đâu đó chỉ khoảng 1.000 mấy thôi, mình đang nhớ đây, mình check lại. Thì như thế nó rất là rủi ro, chúng ta đang mua một cổ phiếu mà trên đến cả chục lần so với book value. Đấy, ví dụ như mình search cổ phiếu SBS nhé, SBS ở trên bảng trên trang Destock của VN-Index, mình nhìn thấy ví dụ như là chúng ta nhìn cái book value ở đâu đó còn 1.600, tức là khi thành lập thì nó là book 10.000, là nó thua lỗ sau nhiều năm thì lỗ mất 8.000 mấy thì còn có 1.600 đúng không? Là cách xa rất nhiều so với bờ, mà hiện tại giá thì đang mười mấy, nó phản ánh hơi hơi quá so với cơ bản thực sự của doanh nghiệp. Book đâu đó khoảng 8 lần này, PE đâu đó khoảng 176 lần. Câu chuyện này đầu cơ thì không rõ thông tin phía sau như nào, còn nếu mà nhìn kết quả kinh doanh hay là báo cáo tài chính thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta nhìn 4.400 thì giờ còn 210, tức là vẫn lỗ 1.300 tỷ, chưa chưa vốn là số âm này. Từ cái kết quả kinh doanh hàng quý thì mình cũng không thấy nó có gì đặc biệt cả, cái mức lãi của nó đâu đó một vài 3 tỷ một quý thôi, nó không, đây là lợi sau thuế đấy, người thấy nó khoảng vài tỷ một quý trên quy mô 4.400 tỷ, mặc dù ngành chứng khoán là rất là lợi thế rồi đấy. Thì mình không rõ là người kỳ vọng thông tin gì của cổ phiếu đâu. Ra là trading những cổ phiếu này nó vô cùng rủi ro. Và nếu như một người trading, một người không quan tâm đến cơ bản hay không quan tâm đến kỹ thuật nữa, thì người nên nên hiểu doanh nghiệp, người nên nên biết cái thông tin doanh nghiệp vì sao nó tăng, nó có câu chuyện vì sao không, thì mình có thể tham gia được. Còn về mặt cơ bản hay mặt kỹ thuật, chắc chắn là mình không bao giờ dám chơi cổ phiếu như này, nó vừa không ủng hộ mặt cơ bản mặt kỹ thuật. APS cũng là một cái trạng thái mà nó tăng không hiểu vì sao nó tăng, mình nó một đường. Và những cổ phiếu này cá nhân Dung nghĩ là nên nên tìm hiểu rõ thông tin của doanh nghiệp thôi, xem là phía sau doanh nghiệp có thông tin gì không. Nếu mà mình hiểu được câu chuyện là mình chấp nhận rủi ro thì tham gia thôi. Còn nếu không biết câu chuyện mà vẫn cố tham gia thì sẽ rất rủi ro. Những cổ phiếu mà nó không thực sự có cái chất lượng tốt này mà đang đi ngược nhóm ngành mà định giá nó không hề rẻ, mình không nên, tại vì như thế chúng ta sẽ thành những thói quen không tốt, tham gia vào những cổ phiếu nó kỳ rủi ro sau này. Cái anh Dung nghĩ là không nên. Như APS thì đâu đó nó cũng không có gì quá xuất sắc, rất nhiều cổ phiếu khác trong ngành nó đang tích cực hơn, mà cái giá nó đang đang rẻ này rất là nhiều. Giá của APS thì nó cao vượt trội so với rất nhiều cổ phiếu trong trong ngành chứng khoán. Nên nếu không hiểu thực sự cái câu chuyện riêng biệt cổ phiếu này thì không nên tham gia, nó quá rủi ro. Và cái trạng thái nếu mà thuần mặt kỹ thuật thì nó cũng đã tăng rất là miệt mài trong 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 gần 2 tháng qua rồi. Bây giờ mình vào thì để nối tiếp đà tăng thì không biết tăng đến đâu, mà cái rủi ro nó rất là lớn, thì lịch sử của nó làm ăn rất là bê bết. Vâng ạ, cảm ơn anh Du đã có những cái chia sẻ khá là chi tiết về các cổ phiếu này. Thì trong cái buổi ngày hôm nay, do cái thời lượng chương trình nó có hạn, thì nếu mà anh chị nào mà chưa nhận được câu trả lời các chuyên gia, thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong cái đường link mà Linh vừa gửi ở trong phần chat ạ.
các chuyên gia của Trung tâm Tư vấn Đầu tư sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Và do cái thời lượng chương trình có hạn thì Linh xin phép được kết thúc cái chương trình ngày hôm nay tại đây ạ. Cảm ơn anh Du đã dành thời gian để theo dõi tham gia chương trình ạ. Cảm ơn anh chị khách hàng đã tham gia chương trình và hẹn gặp lại anh chị trong các buổi tiếp theo ạ.